Thưa quý vị, lúc này phóng viên của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA đang có mặt ở trong phòng họp báo của Tổng thống Donald Trump đặt tại khách sạn JW Marriott ở ngoại ô của Hà Nội. Thưa quý vị, chúng tôi nhận được thông tin là Tổng thống Donald Trump sẽ tổ chức họp báo trong khoảng 20 phút nữa, tức là lúc 2 giờ chiều ngày 28 tháng 2 năm 2019. Cuộc họp này diễn ra sớm hơn so với lịch dự kiến, bởi vì lịch ban đầu thì chúng tôi được biết là ông sẽ tổ chức họp báo vào lúc 4 giờ chiều ngày 28 tháng 2 năm 2019. Nhưng dường như là cuộc gặp giữa ông và ông Kim Jong-un của Triều Tiên đã ngắn hơn thường lệ. Có một số nội dung dường như là đã được rút lại và không diễn ra nữa, trong đó có việc ký kết một tuyên bố chung. Vì vậy, chúng tôi cho rằng là những diễn biến mới này rất là đáng chú ý, và chúng ta chỉ có thể biết được những thông tin về diễn biến của nó khi mà Tổng thống Donald Trump họp báo và công bố cho thế giới biết. Có thể diễn biến mới này cũng là một diễn biến phần nào đáng lo ngại, thì có thể là hơi quá, nhưng mà cũng là không được tích cực lắm so với những kỳ vọng ban đầu, so với những tuyên bố rất là đầy khích lệ, đầy lạc quan ban đầu của ông Trump cũng như là của những nhà nhận định, những nhà phân tích, những nhà quan sát. Hoặc là có thể ông Trump đang phải đau đầu với những diễn biến liên quan đến ông Stone, cựu phụ tá. Cho nên là biết đâu nó cũng ảnh hưởng đến việc thảo luận giữa ông Trump và ông Kim. Khu vực mà phóng viên Anton của VOA ngồi là khá gần bục phát biểu của Tổng thống Trump, và trước mặt phóng viên của đài VOA là hàng chục phóng viên khác của Mỹ đi theo đoàn. Chúng tôi trước hết là trong lúc chờ đợi xin giới thiệu với quý vị và các bạn, những độc giả, khán giả đang theo dõi đài VOA, quang cảnh của phòng họp báo. Phòng họp báo này có sức chứa, chúng tôi nghĩ là phải lên đến 300 người, và lúc này đang kín đặc các phóng viên, chủ yếu là các phóng viên quốc tế. Chúng tôi đang di chuyển camera để quý vị có thể nhìn thấy được quang cảnh của cuộc họp. Đây là một cuộc họp báo có tầm cỡ cực kỳ quan trọng, bởi vì người đứng đầu của nước Mỹ sẽ đưa ra những tuyên bố hết sức đáng chú ý trong bối cảnh cuộc họp thượng đỉnh lần 2 giữa ông và lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong-un dường như là đã có những diễn biến khác thường, không đúng như kế hoạch. Chúng ta thấy là ở đằng sau các dãy ghế ngồi thì phải lên đến hàng trăm các camera của các hãng khác nhau trên thế giới. Cả thế giới đang đổ dồn về Hà Nội, và bây giờ thì cả thế giới đang dồn sự chú ý vào phòng họp báo tại khách sạn JW Marriott ở Hà Nội. Vô số các phóng viên, hàng trăm phóng viên từ tất cả các hãng lớn trên thế giới đang có mặt tại đây để chờ đón những thông tin quan trọng nhất do người đàn ông quyền lực nhất thế giới sẽ công bố cho thế giới biết. Trong số những điều được thảo luận, nằm trong nghị trình thảo luận giữa Tổng thống Donald Trump của Mỹ và Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un, thì người ta có nhắc đến việc là Triều Tiên muốn hai bên đi đến đạt một cái hiệp định về hòa bình, chấm dứt chiến tranh chính thức ở trên bán đảo Triều Tiên. Nhưng mà dường như là điều này đã không đạt được, và nếu như hiệp định này không được ký kết thì điều đó cũng đồng nghĩa rằng là hội nghị ở Hà Nội sẽ không mang tính lịch sử.
và Hà Nội sẽ chỉ được nhắc đến như là một nơi đã tổ chức hội nghị lần hai giữa hai lãnh đạo của hai đất nước có rất nhiều vấn đề với nhau nhưng đã không đi đến một thỏa thuận lịch sử. Và vì vậy thì dấu ấn lịch sử của Hà Nội sẽ không nhiều. Thưa quý vị, chúng tôi cũng có nhận được câu hỏi của một độc giả, một khán giả nói là liệu có phần dịch live hay không. Thì rất tiếc là thưa quý vị, cuộc này sẽ không có, bởi vì ở đây là phòng họp báo của Mỹ và họ không tổ chức dịch, bởi vì đối với nước Mỹ, việc Tổng thống phát biểu là một việc mà Tổng thống làm, còn tất cả những ai quan tâm thì phải tự lo việc truyền tải ngôn ngữ để truyền đến các độc giả và khán thính giả của họ. Và vì vậy là họ không có cái phần thiết bị phiên dịch như là những cuộc họp song phương khác. Đây là cuộc họp riêng của Tổng thống Mỹ. Còn nếu như chúng tôi có muốn dịch thì chúng tôi cũng rất là khó thực hiện, khi mà ở quanh đây có rất là nhiều phóng viên, hàng trăm phóng viên, và chúng tôi ngồi ở giữa họ. Và nếu chúng tôi dịch thì chúng tôi sẽ làm ồn và họ sẽ rất là khó chịu. Lúc này thì ở trên sân khấu chúng ta thấy nhân viên của Nhà Trắng đang đem cờ của Tổng thống, cờ của Mỹ và cờ có con dấu của Tổng thống để trang trí cho địa điểm họp báo. Chúng tôi rất mong là quý vị hãy share video này, hãy share phần livestream này đến thật nhiều cho bạn bè, để các bạn bè của mình, những người quan tâm đến tình hình thế giới, những người quan tâm đến nước Mỹ, những người quan tâm đến cuộc đấu gay cấn giữa Mỹ và Triều Tiên, để họ có thêm thông tin. Bởi vì chúng tôi được biết rằng là bên cạnh những đài báo quốc tế tường thuật trực tiếp về sự kiện này thì các cơ quan báo chí Việt Nam dường như là họ không tường thuật khá là sát về những cái diễn biến này. Chúng tôi đã được nghe nhiều bạn bè thể hiện ở trên mạng xã hội rằng tại sao một sự kiện diễn ra ở Việt Nam mà người dân Việt Nam lại phải đi tìm thông tin qua CNBC hay CNN hay BBC, trong khi đáng nhẽ những thông tin đó phải có sẵn và nhiều và liên tục ở trên các cái kênh của nhà nước chẳng hạn. Nhưng điều đó thì dường như là đã không được thực hiện. Vì vậy chính những kênh thông tin như VOA tiếng Việt và những đồng nghiệp khác của chúng tôi là nơi để đem lại nhiều thông tin nhanh nhất, đầy đủ nhất và trung thực khách quan cho quý vị. Vấn đề là không đạt được một thỏa thuận lịch sử, một thỏa ước lịch sử tại Hà Nội thì nó có thể là hơi đáng buồn cho Hà Nội thôi, bởi vì Hà Nội sẽ không ghi vào dấu ấn lịch sử. Nhưng mà giữa hai nước Mỹ và Triều Tiên thì họ sẽ vẫn tiếp tục các cuộc đàm phán, trừ khi chúng ta sẽ nghe thấy một tuyên bố giận dữ nào đó từ Tổng thống Trump trong ít phút tới. Nhưng nếu như
Tổng thống của Mỹ vẫn đưa ra những tuyên bố tuyên bố có chừng mực và dùng những ngôn từ lịch sự, thì điều đó có thể nói rằng là các cái cuộc đàm phán sẽ vẫn diễn ra. Chỉ có điều là Hà Nội đã không đi vào lịch sử thôi. Rất là nhiều khán giả, thính giả của VOA có đặt câu hỏi là chúng tôi có dịch không, thì xin nhắc lại là chúng tôi sẽ không dịch trực tiếp, nhưng tại cuối buổi họp báo này chúng tôi sẽ có tóm tắt nội dung chính những gì mà Tổng thống Mỹ Trump phát biểu. Với những thông tin mà chúng tôi có được chỉ cách đây khoảng độ 10-15 phút thì dường như là hai ông vẫn có những tuyên bố khá là thân thiện về nhau và về quá trình đàm phán hai nước. Ông Trump thì ông nói là ông không có gì phải vội vã trong việc cố gắng giải quyết phi hạt nhân hóa Triều Tiên. Còn ngược lại thì ông Kim Jong-un lần đầu tiên trả lời báo chí Mỹ thì ông đã nói rằng là nếu như tôi không nghiêm túc về việc giải giáp, về việc phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên thì tôi đã không có mặt ở đây. Tức là cũng có những cái tuyên bố khá là nhẹ nhàng và để ngỏ cho tương lai, chứ không phải là đóng sầm cánh cửa vào nhau. Nhiều bạn đọc đã bình luận một cách hài hước rằng Hà Nội không vội được đâu. Vâng, thực tế là điều này dường như đang vận vào một cái sự kiện quan trọng hàng đầu thế giới. Chỉ tiếc rằng là những bạn bè quốc tế, là những phóng viên của các hãng lớn, họ lại không biết được câu này. Nếu như họ biết câu này thì tôi tin chắc chắn là họ sẽ đưa vào phần tường thuật của họ, bởi vì đó cũng là một cái nhận xét rất hóm hỉnh nhưng mà cũng rất là chính xác, và lại chính xác cụ thể ở trong trường hợp này. Lúc này các phóng viên của các báo đài họ đang tranh thủ để họ làm gọi là stand up, tức là họ đứng tường thuật phát biểu một số lời dẫn trước cũng như là chúng tôi, nhưng bởi vì trong cái điều kiện tác nghiệp khá là khó khăn, đội ngũ của tôi đã phải cắt giảm bởi vì các cái việc đăng ký thẻ khá là hỗn loạn ở những giây phút cuối, và tôi cũng phải cố gắng rất nhiều mới có thể vào trong phòng họp báo này. Vì vậy là trang thiết bị mang theo cũng không đầy đủ, và thêm nữa là tôi cũng chỉ đi được một mình. Đây là một cái lần mà tổ chức sự kiện lớn mà tôi thấy là có rất nhiều vấn đề trong cái công tác trợ giúp hậu cần vân vân. Testing 1, 2, test, 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 testing 1, 2, testing 1, 2, testing 1, 2, 1, 2, 1, 2, test, test, are we good? Quý vị hãy nhiệt tình comment và like cũng như chia sẻ để cho buổi livestream này đến được nhiều người nhất có thể được, bởi vì chúng tôi nghĩ rằng tất cả những thông tin về nước Mỹ, về cuộc đàm phán giữa Mỹ và Triều Tiên đều rất quan trọng, không trực tiếp thì gián tiếp sẽ ảnh hưởng đến rất nhiều người ở trên thế giới, ở Việt Nam, ở Mỹ và tất nhiên là ở Triều Tiên và Hàn Quốc. Thank you.
go. That's it. Okay. Nice and tight. Pull it apart, see if it comes off. Allie. Give me five. Trước khi hội nghị diễn ra thì cũng đã có nhiều chuyên gia bình luận, họ nói rằng là nếu như nỗ lực của Mỹ và Triều Tiên đi đến việc phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên và bình thường hóa quan hệ với nhau được coi là có 100 bước thì các cái hội nghị ở Singapore và Hà Nội mới chỉ là bước thứ nhất và thứ hai. Cho nên nếu như những ai kỳ vọng hai nước sẽ sớm đạt được một cái thỏa thuận, sẽ sớm đi được một cái hiệp định toàn diện thì đó là những kỳ vọng quá lớn. Và tôi xin nhắc lại rằng là nếu như coi rằng cả một cái quá trình để hai nước bình thường hóa và hai nước phi hạt nhân hóa hoàn toàn bán đảo Triều Tiên là 100 bước thì hai nước mới đi được hai bước đầu tiên thôi. Chỉ tiếc cho Hà Nội đó là không có một hiệp định lịch sử, chẳng hạn như là lập lại hòa bình trên bán đảo Triều Tiên, thì dấu ấn của Hà Nội sẽ không nhiều. Mặc dù vậy thì Hà Nội cũng đã được hưởng lợi rất nhiều trong cả 10 ngày qua, khi mà báo đài thế giới dồn dập đưa tin và nhắc đến Hà Nội, đưa những hình ảnh về Hà Nội khắp thế giới. Cũng có nhiều người hoài nghi về ông Kim Jong Un, cho rằng là ông ấy chỉ là sử dụng những mánh khóe để đàm phán và để câu giờ, để kéo dài sự tồn tại của chính quyền của ông ấy, và cũng như là để tiếp tục duy trì chương trình hạt nhân. Bởi vì rằng là cái điều này nó đã xảy ra trong quá khứ với những người tiền nhiệm và cũng chính là người ông nội và cha đẻ của ông Kim Jong Un. Tuy nhiên thì những người có cái góc nhìn lạc quan thì họ coi rằng là ông Kim Jong Un là con người có những thay đổi, có những sự khác biệt so với cha và ông nội của mình. Chẳng hạn như người ta thấy rằng khi ông lên nắm quyền thì ông ấy đã phát biểu là chương trình hạt nhân là một chương trình của cha của ông ấy, và nó đã hoàn tất, nó đã đạt được cái giá trị lịch sử và chiến lược của nó. Còn ông sẽ tập trung phát triển cho nước Triều Tiên trở thành một đất nước giàu mạnh và người dân được sung sướng. Thì đấy là một cái điều mà người ta thấy có sự khác biệt của ông ấy. Cái thứ hai nữa, ở mức độ nhỏ hơn nhưng mà nó cũng là một cái báo hiệu rất là tốt về ông ấy, đó là ông ấy xuất hiện trước đám đông với người vợ của mình. Đó là một sự thay đổi rất lớn khi mà so với cha và ông nội của ông thì họ không bao giờ xuất hiện với người vợ. Và đấy là người ta bảo rằng nó là một cái dấu hiệu thể hiện ông là con người đã được Tây hóa khi mà ông có cái quá khứ học ở nước Thụy Sĩ. Thank you.
interrupting ourselves, and that would be welcome. So that would be good. They were talking about specifics, but then any other subject that you have to do is from the person who you have to do. And it's basically has left, so it's that one piece away. If you remember back to Singapore, so we didn't get much in terms of the chat between Kindry and Donald Trump in that summit, but what we did have our news was a press conference by the President of the United States, which was an extraordinary thing. It was about how long the answer. Chúng ta có thể thấy là ngoài những ghế ngồi đã kín thì cũng có hàng chục người đứng dọc theo tường của phòng họp báo. Điều đó thể hiện rằng thông tin mà Tổng thống Trump sẽ đưa ra luôn luôn là, nếu không nói là lời vàng thước ngọc, thì nó cũng là gì đó cực kỳ quan trọng mà không ai muốn bỏ lỡ. Chắc chắn rằng Tổng thống sẽ phải đối phó với rất nhiều câu hỏi hóc búa. Chúng tôi thấy ở góc xa bên tay phải của họ phòng họp báo là đại sứ của Mỹ Quinton Brink đang đứng trao đổi gì đó với một người có lẽ là phụ tá của Tổng thống. Tổng thống Trump, ông tuyên bố rằng là ông không có gì vội vã, ông sẵn sàng kiên nhẫn. Thì điều đấy nó cũng nói lên là có lẽ ông có rất là nhiều kinh nghiệm đàm phán và ông đã rút ra được rất nhiều bài học từ những cái chính quyền trước. Có lẽ là trong tất cả các chính quyền mà đã phải đối phó với Triều Tiên thì những cái kết quả đạt được trong thời của ông Bill Clinton dường như là những kết quả có thể nói là khả quan nhất. Bởi vì khi đó, khi mà Triều Tiên mới bắt đầu chương trình làm giàu uranium thì chính quyền của ông Bill Clinton đã engage, tức là như chúng ta hay nói bằng tiếng Việt là đã can dự, đã tương tác rất là nhiều để kiềm chế cái chương trình này. Và cho đến cuối nhiệm kỳ của ông Clinton, tức là ông làm hai nhiệm kỳ trong 8 năm, thì chương trình làm giàu uranium của Triều Tiên đã không có những tiến triển gì. Tuy nhiên, sau đó thì đến thời ông Bush và ông Obama, hay trong hai nhiệm kỳ, trong hai đời tổng thống này, thì chương trình hạt nhân và vũ khí tên lửa của nước Triều Tiên đã phát triển vượt bậc, đã tiến rất xa. Từ chỗ chỉ là làm giàu uranium thì họ đã thử nổ hạt nhân nhiều lần, và cuối cùng là chúng nó đã có vũ khí hạt nhân có thể lắp được trên tên lửa, và đồng thời thì họ cũng đã bắn thử tên lửa liên lục địa có thể với tới bất cứ nơi nào trên thế giới. Vì vậy trong đời tổng thống của ông Trump thì một mặt ông tuyên bố rất cứng rắn là có thể sẵn sàng xóa sổ Triều Tiên với hỏa lực và sự thịnh nộ, và một mặt thì ông cũng đã sẵn sàng chia tay ra sau khi phía Triều Tiên thông qua Hàn Quốc gửi thư đến đồng ý đàm phán. Và ông Trump đang có những bước đi dường như là khá là nhịp nhàng, lúc tiến, lúc lùi, lúc nhu, lúc cương, để giữ cho cái cuộc đàm phán không đổ vỡ.
trong giai đoạn mà kể từ khi hai ông Trump và Kim bắt đầu có những lời qua tiếng lại rất là gay gắt với nhau, rồi đến hiệp định, rồi đến lần gặp thứ nhất ở Singapore, thì chúng ta thấy quan hệ của hai nước tuy là chưa có sự ký kết chính thức gì nhưng cũng đã có những cải thiện đáng kể. Và ông Trump đã đạt được một số điều, chẳng hạn như là Triều Tiên trao trả hơn 50 bộ hài cốt của quân nhân Mỹ, không đi kèm theo bất cứ một cái đòi hỏi hay thỏa thuận gì từ Mỹ, thì điều đó cũng có thể là một thắng lợi nho nhỏ cho ông Trump. Đấy là về mặt công khai, còn chúng ta không biết rằng là biết đâu ở đằng sau hậu trường thì không biết phía Mỹ có thể có những cái chi trả hoặc là trợ giúp không chính thức như thế nào, chúng ta không thể biết được. Nhưng về mặt công khai thì chúng ta thấy là Mỹ đã có những cái điểm lợi nhất định. Ngoài ra thì cũng có thể điểm lại một số những cái lợi khác mà Mỹ có thể tuyên bố đó là chiến thắng của mình, chẳng hạn như là việc Triều Tiên suốt từ cái thời điểm hai ông gặp nhau cũng đã không thực hiện bất cứ vụ thử tên lửa hay là vụ thử hạt nhân nào, thì đó cũng là một cái điều mà coi như là một thắng lợi của ông Trump. Ông ấy đã thậm chí lạc quan tuyên bố rằng Triều Tiên giờ đây không còn là một mối đe dọa hạt nhân đối với Mỹ nữa. Và người ta cũng coi như đó là một thắng lợi, bởi vì khi mà Triều Tiên đồng ý không thử tên lửa, không thử hạt nhân nữa, Triều Tiên cũng vẫn chấp nhận cái thực tế là Mỹ và quốc tế, tức là Liên Hợp Quốc, đã không dỡ bỏ các lệnh trừng phạt, tức là các lệnh trừng phạt vẫn đang có hiệu lực, trong khi họ đã đơn phương không thực hiện các vụ thử tên lửa hay hạt nhân nữa. Và tương tự như vậy là dù họ không thử nhưng mà họ cũng không nhận được thêm bất cứ cái viện trợ gì, trong khi ở những đời lãnh đạo trước của Triều Tiên, như là dưới thời ông, đặc biệt là ông Kim Jong Il, tức là ông Kim Chính Nhật, cha của ông Kim Jong Un hiện nay, thì mỗi một lần thế giới mà muốn họ ngừng thử tên lửa hay ngừng thử hạt nhân thì thế giới lại phải cung cấp viện trợ cho họ. Và cái đó đã có nhiều nhà nghiên cứu người ta đặt một cái thuật ngữ, đó là provoke and get paid, tức là gây hấn để được trả tiền. Vậy thì đổi lại Triều Tiên đã được lợi gì không? Chúng tôi nghĩ rằng Triều Tiên cũng có những cái lợi về mặt danh tiếng cho họ. Chẳng hạn như trong suốt gần 70 năm nắm quyền của gia đình là Kim, từ đời ông nội cho đến đời cha, thì chưa bao giờ có một lần nào họ được có thể gặp gỡ Tổng thống của Mỹ. Nhưng mà Kim Jong Un, một người rất trẻ tuổi, khi lên nắm quyền đã đưa Tổng thống Mỹ phải ngồi lại với ông ấy, thì đó cũng là một cái điều mà các nhà quan sát trên thế giới cho rằng đó là một thắng lợi cực kỳ to lớn của ông Un, của ông Kim Jong Un. Người ta nói rằng là giờ đây không thể tưởng tượng nổi một nước Triều Tiên nhỏ bé. Và chính ông Christopher Hill nói đùa A little crazy country. Xin lỗi quý vị, chúng tôi sẽ không từ hợp nữa vì Tổng thống đã hiện. Thank you very much. I want to begin by thanking the Prime Minister and President of Vietnam. We're in Hanoi. It's an incredible city. What's happened over the last 25 years has been incredible for the people of Vietnam, the job they've done, economic development, really something special.
So I want to thank all of the people of Vietnam for having treated us so well. We have, I think, reasonably attractive news from Pakistan and India. We've been going at it, and we've been involved in trying to have them stop. And we have some reasonably decent news. I think, hopefully, that's going to be coming to an end. It's been going on for a long time, decades and decades. There's a lot of dislike, unfortunately. So we've been in the middle trying to help them both out, see if we can get some organization and some peace. And I think probably that's going to be happening. We have Venezuela, as you know, has been very much in the news, and we're sending supplies. Supplies are getting through a little bit more. It's not easy. It's hard to believe somebody would say, let's not do it. What difference would that make, except it's great for his people to let it get through? But we're sending a lot of supplies down to Venezuela. People are starving to death. And you would really think that the man in charge currently would let those supplies get through. We are getting them into some of the cities and some of the areas that need them the most. And it's not an easy job. It's very difficult, actually. On North Korea, we just left Chairman Kim. We had a really, I think, a very productive time. We thought, and I thought, and Secretary Pompeo felt that it wasn't a good thing to be signing anything. I'm going to let Mike speak about it. But we literally just left. We spent pretty much all day with Kim Jong-un, who is he's quite a guy and quite a character. And I think our relationship is very strong. But at this time, we had some options, and at this time, we decided not to do any of the options. And we'll see where that goes. But it was a very interesting 2 days. And I think, actually, it was a very productive 2 days. But sometimes you have to walk. And this was just one of those times. And I'll let Mike speak to that for a couple of minutes, please. Thank you, Mr. President. We had been working, our teams, the team that I brought to bear, as well as the North Koreans, for weeks to try and develop a path forward. So at the summit, we could make a big step along the way towards what the two leaders had agreed to back in Singapore in June of last year. We made real progress, and indeed, we made even more progress where the two leaders met over the last 36 hours. Unfortunately, we didn't get all the way. We didn't get to something that ultimately made sense for the United States of America. I think Chairman Kim was hopeful that we would. We asked him to do more. I think he was unprepared to do that, but I'm still optimistic. I'm hopeful that the teams will get back together in the days and weeks ahead and continue to work out. It's a very complex problem. We've said since the beginning that this would take time. Our teams have gotten to know each other better. We know what the limits are. We know where some of the challenges are. And I think as we continue to work on this in the days and weeks ahead, we can make progress so that we can ultimately achieve what it is that the world wants, which is to denuclearize North Korea and reduce risk for the American people and the people all around the world. I wish we could have gotten a little bit further, but I'm very optimistic that the progress that we made, both in the run-up to this summit, as well as the progress that the two leaders made over these past 2 days, put us in position to get a really good outcome. President Chairman Kim both felt good that they had made that progress, but couldn't quite get along the line any further to make a deal that would have been bigger at this point. I hope we'll do so in the weeks ahead. Thank you. Major, please. Some sanctions, the real sticking point here is that you did not want to do that as they did. And it was about the sanctions. Will there be a third summit? Basically, they wanted the sanctions lifted in their entirety, and we couldn't do that. They were willing to denuke a large portion of the areas that we wanted, but we couldn't give up all of the sanctions for that. So we continue to work, and we'll see, but we had to walk away from that particular suggestion. We had to walk away from them. Will all the sanctions that are currently in existence remain, sir? They're in place. I was watching this. A lot of the folks over the weeks have said, we've given up. We haven't given up anything.
And frankly, I think we'll end up being very good friends with Chairman Kim and with North Korea, and I think they have tremendous potential. I've been telling everybody, they have tremendous potential, unbelievable potential. But we're going to see. But it was about sanctions. I mean, they wanted sanctions lifted, but they weren't willing to do an area that we wanted. They were willing to give us areas, but not the ones we wanted. John? As we know, there's incredibly complex set of issues that are at play here in terms of lifting the sanctions and what denuclearization is. Right. Did you get any distance toward sort of what Kim's vision of denuclearization is? Yes, we did. Because there is a lot of line of thinking that he wants to keep some nukes. Yeah. And would you allow him to do that? And if well, I don't want to comment on that exactly, but he has a certain vision. And it's not exactly our vision, but it's a lot closer than it was a year ago. And I think, you know, eventually we'll get there. But for this particular visit, we decided that we had to walk, and we'll see what happens. Okay. Look, we have a gentleman nobody's ever heard of that. Sean Hannity, what are you doing here, Sean Hannity? Should we let him do a question? Yeah, John? Go ahead. So, if he wants the sanctions completely off and you want more on denuclearization, how can you bridge that gap between now and the next time you might sit down? With time, it'll be bridged, I think, at a certain point. But there is a gap. We have to have sanctions, and he wants to denuke, but he wants to just do areas that are less important than the areas that we want. We know the country very well, believe it or not. We know every inch of that country. And we have to get what we have to get, because that's a big give. Yes, Sean, please. I work in radio and TV. The mic's on. Mr. President, thank you. Mr. Secretary, good to see you. Mr. President, if you could elaborate a little bit more. We have some history. President Reagan walked away in Reykjavik. A lot of condemnation at the time, and it ended up working out very well in the end for the United States. Was this mostly your decision, what message would you want to send Chairman Kim as he's listening to this press conference about the future and your relationship? Well, Sean, I don't want to say it was my decision, because what purpose is that? I want to keep the relationship, and we will keep the relationship. We'll see what happens over the next period of time. But as you know, we got our hostages back. There's no more testing. And one of the things, importantly, that Chairman Kim promised me last night is, regardless, he's not going to do testing of rockets and nuclear. Not going to do testing. So, you know, I trust him, and I take him at his word. I hope that's true. But in the meantime, we'll be talking. Mike will be speaking with his people. He's also developed a very good relationship with the people, really, the people representing North Korea. I haven't spoken to Prime Minister Abe yet. I haven't spoken to President Moon, South Korea. But we will, and we'll tell them it's a process and it's moving along, but we just felt it wasn't appropriate to sign an agreement today. We could have. I just felt it wasn't very appropriate. Yeah, Jonathan? Thank you, Mr. President. Two questions, if I may. First, did you learn anything new about Chairman Kim through this meeting? And secondly, of course, while this was going on, the drama back in Washington, your former lawyer, Michael Cohen, who worked for you for 10 years, his office right next to yours, right by yours, Trump Tower, he called you a liar, a con man, a racist. What's your response to Michael Cohen? Well, it's incorrect. And, you know, it's very interesting because I tried to watch as much as I could. I wasn't able to watch too much because I've been a little bit busy. But I think having a fake hearing like that and having it in the middle of this very important summit is really a terrible thing. They could have made it 2 days later or next week, and it would have been even better. They would have had more time. But having it during this very important summit is sort of incredible. And he lied a lot, but it was very interesting because he didn't lie about one thing. He said, no collusion with the Russian hoax.
And I said, I wonder why he didn't just lie about that too, like he did about everything else. I mean, he lied about so many different things. And I was actually impressed that he didn't say, well, I think there was collusion for this reason or that. He didn't say that. He said no collusion. And I was a little impressed by that, frankly. He could have gone all out. He only went about 95% instead of 100%. But the fact is, there is no collusion. And I call it the witch hunt. This should never happen to another president. This is so bad for our country. So bad. You look at this whole hoax. I call it the Russian witch hunt. I now add the word hoax. It's a very, very bad thing for our country. But I was impressed with the fact that he, because the most important question up there was the one on collusion, and he said he saw no collusion. So we'll see what happens. But it was pretty shameful, I think. Yes, ma'am, please. President Trump. How about one of you instead of three? Well, actually, I do have the microphone, I guess. Excuse me. The person in the front. Okay. Go ahead. Thank you, President Trump, for your comments. No. I'm not you. Excuse me. Thank you. Thank you, President Trump. Jane Thomas, Senate News and London Television. What was the atmosphere like when you walk away from the negotiating table? I think it was very good, very friendly. This wasn't a walk away like you get up and walk out. No, this was very friendly. We shook hands. There's a warmth that we have. Now, I hope that stays. I think it will. But we're positioned to do something very special. This has been going on for many decades. This isn't me. This should have been solved during many presidential runs. And, people talked about it. They never did anything. I get a kick out of so many people from past administrations telling me how to negotiate when they were there. In some cases, for 8 years, they did nothing. But I think the relationship was very warm, and when we walked away, it was a very friendly walk. Mike, you might want to speak to that for a second. No, I agree. I talked with my counterparts as well. But we'd hope we could do more, but everyone's very focused on how we continue to build on this. We are certainly closer today than we were 36 hours ago, and we were closer then than we were a month or two before that. So real progress was made. I think everyone had hoped we could do this a little bit better, but the departure was with an agreement that we would continue to work on what has been an incredibly difficult problem. Both sides are resolved to achieve it, and everyone walked away in that spirit. And I add, you and Sherry King are from very different political systems. You are from different generations, very different system, I would say that's true. How do you find you guys in common? Because we saw the atmosphere. We just like each other. I mean, we have a good relationship. It's a totally different system, to put it mildly, but we like each other, good relationship. Go ahead, Nimek. Go ahead. Mr. President, do you think it was premature to have held the summit when all these things had not been tied down? I mean, the White House schedule last night, it said signing agreement today, and I wonder whether it's a follow-up question, whether you could just sketch out what the next few months look like. Thank you. You always have to be prepared to walk. I could have signed an agreement today, and then you people would have said, oh, what a terrible deal, what a terrible thing he did. No, you have to be prepared to walk. And, there was a potential we could have signed something today. I could have 100% signed something today. We actually had papers ready to be signed, but it just wasn't appropriate. I want to do it right. I'd much rather do it right than do it fast. Yes, please, go ahead. Go ahead. Go. You have to speak up. I'm a reporter from South Korea, and I appreciate your effort to advance the nuclearization of the Korean Peninsula. And could you elaborate on the options and the various ways that you discussed with Chairman Kim to advance the nuclearization? Could you specify? We discussed many ways, and the denuclearization is a very important, it's a very important word. It's become a very well-used word, and a lot of people don't know what it means, but to me it's pretty obvious. We have to get rid of the nukes. I think he's got a chance to have one of the most successful countries rapidly, too, on Earth. Incredible country, incredible location. You're right between, if you think of it, you have on one side Russia and China, and on the other you have South Korea. And you're surrounded by water, and among the most beautiful shorelines in the world, there's tremendous potential in North Korea, and I think he's going to lead it to
a very important thing economically. I think it's going to be an absolute economic power. Yes, go ahead, please. Go ahead, yeah. Six months ago, when we spoke, or eight months ago in Singapore, you said if you didn't have something in 6 months, we should come back and ask you about it. In that time, you have seen Chairman Kim increase the number of missiles he's produced, he's continued to produce more nuclear material, and that's been a pressure point on you because he's showing that the arsenal is getting larger while this is going on. Well, some people, David, are saying that, and some people are denying that. They have shots from above, way above, and some people are saying that, and some people aren't. But I could have taken that out today, but I think you and others would have said we didn't get enough for what we'd be giving up. So, and I, you know, don't forget, we're partners with a lot of countries on this, if you think about it, with the sanctions. We have a whole big partnership with the United Nations and many countries, including Russia, China, and others. And then, of course, South Korea is very important to this whole thing in Japan. I don't want to do something that is going to violate the trust that we've built up. We have a very strong partnership. So can you just give us a little more detail? Did you get into the question of actually dismantling the Yongbyon complex? Yes, absolutely. And does he seem willing ultimately to take all of that out? Sure, totally. He does. He just wants all the sanctions off first. He would do that, but he wants the sanctions for that. And as you know, there's plenty left after that. And I just felt it wasn't good. Mike and I spent a long time negotiating and talking about it to ourselves. And just, I felt that that particular, as you know, that facility, while very big, it wasn't enough to do what we were doing. So he was willing to do Yongbyon, but you wanted more than that, I assume. We had to have more than that, yeah. We had to have more than that. These are other things that you haven't talked about, that you haven't written about, that we found, and we have to have. That was done a long time ago, but that people didn't know about. Including the second uranium enrichment plant. Exactly. And we brought many, many points up that I think they were surprised that we knew. But we had to do more than just the one level, because if we did the one level and we gave up all of that leverage, it's been taking a long time to build. And I want to take, by the way, to take out that second. David, I want to take off the sanctions so badly because I want that country to grow. That country has got such potential, but they have to give up more. We could have done that deal. Mike, you want to speak to them? Only, David, there are also timing and sequencing issues that were associated with that as well, which we didn't quite get across the finish line as well. But remember, too, even that facility, even the Yongbyon facility, and all of its scope, which is important for sure, still leaves missiles. Still leaves warheads and weapon systems. So there's a lot of other elements that we just couldn't get to. And a listing wall. Yes, sir, and a declaration. So there's all of those things we couldn't quite get there today. Go ahead. Thank you, Mr. President. Thank you. I just wanted to clarify, when you talk about what you would be willing to give up all of the sanctions for, are you still thinking that you want North Korea to give up everything to do complete, verifiable sanctions? Yeah, it's a good question. I don't want to say that to you because I don't want to put myself in that position from the standpoint of negotiation, but you know, we want a lot to be given up. And we're giving them. And we'll have to, you know, we'll be helping them along economically. Us and other, many other countries are going to be helping. They're going to be in there. They're prepared to help. I can tell you, Japan, South Korea, I think China, so many. And speaking of China, we're very well on our way to doing something special. But we'll see. I mean, I am always prepared to walk. I'm never afraid to walk from a deal. And I would do that with China, too, if it didn't work for them. Are you concerned if you're not able to reach an agreement that testing will start again, or that while all of this time continuing to develop their program? He said the testing will not start. He said that he's not going to do testing of rockets or missiles or anything having to do with nuclear. And all I can tell you is that's what he said, and we'll see. Yes, go ahead. Please. Go ahead, please. In the back. Red, in the red. Thank you, Mr. President. Yes, thank you. Jessica Stone from CGTN. I have a question about China, as you were talking about. You talk about China being willing to
potentially to help economically, and the fact that you've talked or will talk to Presidents Moon and Prime Minister Abe, how would you describe China's role in facilitating the engagement that's happened so far between Pyongyang and Washington? I think China's been a big help, bigger than most people know. On the border, as you know, 93% of the goods coming into North Korea come through China. So there's a great power there. And at the same time, I happen to believe that North Korea is calling its own shots. They're not taking orders from anybody. He's a very strong guy, and they're able to do things that are pretty amazing. But 93% still coming from China. China has an influence, and China's been a big help. And Russia's been a big help, too. As you know, there's a pretty small part of the border, but nevertheless significant, about 28 miles. And things can happen there, too, and they've been a help. Thanks, President. Zhen Chen with Shenzhen Media Group of China. In your meeting with Chairman King this morning and yesterday, did the topic of China come up? If so, what can you share with us today? And you probably will have the end of Mar-a-Lago summit in March with Chinese President Xi Jinping. What would you like accomplished with your agenda regarding China at that time? Thank you. We did talk about China today a lot. And he's getting along with China, and so are we. And we are, we're right now, you look at what's happened to our country. We picked up trillions and trillions of dollars of net worth. Our stock market is almost at its all-time high. Our economy is incredible. Our unemployment numbers are among the best we've ever had in our history. Individual groups like African Americans, women, you just take a look at any group, Hispanic. You saw that just came out, the best in history, African-American best in history. So many different numbers are coming out so good. So we have the strongest economy, probably, possibly, that we've ever had. Fiat Chrysler just announced that they're going to spend $4.5 billion right next to Detroit in Michigan. They're building a tremendous plant. It's actually an expansion of another plant. It's going to double up their jobs and even more than that. A lot of great things are happening. And with China there, having some difficulty, as you know. But I think that a lot of the difficulty is because of the tariffs that they're having. And in addition to that, we're putting a tremendous amount of money. You saw trade deficits went down last month. Everyone was trying to find out why. Well, we're taking in a lot of tariff money, and it's going right to the bottom line, and it has reduced the trade deficit. So we'll see what happens with China. I think we have a very good chance. Their numbers are down, but I don't want that. I want them to do great. But we've been losing anywhere from $300 to $500 billion a year with China for many, many years. And again, like other things, many presidents should have done this before me, and nobody did. So we're doing it. Go ahead, please. Right here. Chad O'Carroll from NK News, specialist in North Korean news. What's your message for President Moon, who has effectively reached the glass ceiling as far as inter-Korean cooperation is concerned due to sanctions? And what's next for U.S. ROK military drills? Well, I like President Moon very much. We have a great relationship. Believe it or not, I have a great relationship with almost every leader. A lot of people find that hard to understand, but I do. But some take advantage of our country like you wouldn't believe. And when they know I know it, which I know in every case, maybe it sort of freezes them up a little bit. But we do. We have a lot of good relationships. We'll be calling President Moon very soon, as soon as I get by the phone on the plane. And he'll be one of the first calls. I'll be calling Prime Minister Abe of Japan, telling him about where we are and what we're doing. But I'll be making those calls. No, he's working very hard. President Moon is working very hard. He'd love to see a deal. And he's been very helpful. Okay? Thank you, Mr. President. I'm Nelson, reporter from Global Times China. I would like to ask you that what are you expecting China to do in the next step to mediate your relationship with North Korea? Thank you. To use China? Well, we do. I mean, China's been very helpful. President Xi is a great leader. He's a highly respected leader all over the world, and especially in Asia. And he's helped us, Mike, I would say he's helped us a lot. Right? We've
I actually called him just recently to say, hey, you know, whatever you can do on this. But he has been very helpful at the border, and he's been very, very helpful with, I think, North Korea generally. Could he be a little more helpful? Probably. But he's been excellent. Go ahead, please. Yeah. Maybe I'll leave. That's a difference. Thanks, Mr. President. Did you commit with Chairman Kim to a next summit during your term? No. Okay. We'll see if it happens. It happens. I have not committed. But they are, at this point, some would say, a nuclear power. Do you accept North Korea as a nuclear armed state, at least for the time being? And are you thinking about reimposing the military exercises with South Korea, or will you keep in a freeze? Well, you know, the military exercises, I gave that up quite a while ago because it costs us $100 million every time we do it. We fly these massive bombers in from Guam, and when I first started, a certain general said, oh, yes, sir, we fly them in from Guam. It's right next door. Well, right next door is 7 hours away. And then they come and they drop millions of dollars of bombs, and then they go back. But we would spend, I mean, we spent hundreds of millions of dollars on those exercises, and I hated to see it. I thought it was unfair. And frankly, I was sort of the opinion that South Korea should help us with that. You know, we're protecting South Korea. I think they should help us with that. So those exercises are very expensive. But I was telling the generals, I said, look, you know, exercising is fun and it's nice. And they play the war games. And I'm not saying it's not necessary, because at some levels it is, but at other levels it's not. But it's a very, very expensive thing. And, you know, we do have to think about that, too. But when they spend hundreds of millions of dollars on those exercises, and we don't get reimbursed, we're spending a tremendous amount of money on many countries, protecting countries that are very rich, that can certainly afford to pay us, and then some. And those countries, by the way, and those countries know that it's not right, but nobody's ever asked them before, but I've asked them, and we're gaining a lot of money. We picked up over $100 billion just in NATO over the last 2 years. $100 billion more has come in. And we're doing that with a lot of countries. You'll be seeing that a lot. Yes, sir, please. Yeah, 1 second, please. Yes, thank you, Mr. President. You have a personal relationship, and I believe Vice President Pence does, with the family of Otto Warmbier. I'm wondering, you've talked about this week's, about Kim Jong-un being my friend. You called him on Twitter. You said you have a great relationship. Have you, in Singapore or here, confronted Kim Jong-un about Otto Warmbier's death? I have. Asked him to take responsibility. What do you say to you, and why do you call him your friend? I have talked about it. And I really don't think it was in his interest at all. I know the Warmbier family very well. I think they're an incredible family. But what happened is horrible. I really believe something very bad happened to him, and I don't think that the top leadership knew about it. And when they had to send him home, by the way, I got the prisoners back, I got the hostages back, and Otto was one of the hostages, but Otto came back in shape that was not even to be talked about. I thought it was horrible. Now, the others came back extremely healthy, but Otto came back in a condition that was just terrible. And I did speak about it, and I don't believe that he would have allowed that to happen. It just wasn't to his advantage to allow that to happen. Those prisons are rough. They're rough places, and bad things happen. But I really don't believe that he was, I don't believe he knew about it. Did he felt badly about it. I did speak to him. He felt very badly. He knew the case very well, but he knew it later. And, you know, you got a lot of people, big country, a lot of people. And in those prisons and those camps, you have a lot of people. And some really bad things happened to Otto. Some really, really bad things. Why are you but he tells me that he didn't know about it. And I will take him at his word. Okay. Yes, ma'am, go ahead, please. Please, go ahead in the back. No, in the back, behind you. Thank you. Mr. President, as far as we're going to know, with the news agency, have you discussed the issue of possible inspections to North Korea and the nuclear sites during your negotiations? You're going to have to speak a little louder. And where are you from?
Russia Sputnik News Agency. Okay. Have you discussed the issue of possible inspections to North Korea's nuclear sites with you and your talks with the chairman? Inspections on North Korea? We'd be able to do that very easily. We have that set up, so we would be able to do that very easily. The inspections on North Korea will take place, and will, if we do something with them, we have a schedule set up that is very good. We know things that, as David was asking about certain places and certain sites, there are sites that people don't know about that we know about. We would be able to do inspections, we think, very, very successfully. Yes, ma'am, please. Yes, go ahead, please. Yes. Thank you, Mr. President. A lot of people here, by the way. Yeah, big group of people. Yes. Go ahead. Khan News Israel, Mr. President. Good. Following this engagement with North Korea, you're trying to bring peace to the Middle East. Right. The peace plan is about to be introduced in the near future, and as you have mentioned before... Well, we hope. We're working hard on the peace plan, and we hope it will... I believe you do, but as you mentioned before, it will require Israel to make compromises to the Palestinians. As far as you know, is Prime Minister Netanyahu willing to make these compromises, which are very much needed? And the second question, Mr. Netanyahu is about to be indicted today with corruption allegations. Do you wish to tell him something on this occasion? Well, I just think he's been a great prime minister, and I don't know about his difficulty, but you're telling me something that, you know, people have been hearing about, but I don't know about that. I can say this, that he's done a great job as prime minister. He's tough, he's smart, he's strong. He is very defensive. His military has been built up a lot. They buy a lot of equipment from the United States, and they pay for it. Of course, we give them tremendous, as you know, subsidy also. $4 billion is a lot each year. They've been very, very good. They've been incredible, actually, in many ways. But there is a chance for peace between Israel and the Palestinians. And, you know, it's interesting. All my life, I've heard that the toughest of all deals, when they talk about tough deals, we all like deals, but the toughest of all deals would be peace between Israel and the Palestinians. They say it's like the impossible deal. I'd love to be able to produce it. We'll see what happens. You know, we were paying the Palestinians a lot of money, and I ended that about 2 years ago because they weren't saying the right things. And I said, why would we pay somebody that's not saying nice things about us and not really wanting to go to the peace table? And they've been much better. And we'll see what happens. But I think we have actually a good shot at peace between Israel and the Palestinians. Yeah, go ahead, please. Sir? Mr. President, I'm from China. My question is, do you still believe it is possible that the North Korea and U.S. relation could be like the U.S. and the Vietnam relation in the future? Do you still believe that it is possible the relation between U.S. and North Korea in the future could be like the relation between U.S. and Vietnam? Yeah, I think we're going to have, we have very, very good relations. And by the way, speaking of, you mentioned Japan, we have a lot of good things happening with Japan. We have trade talks started. For years, Japan has been sending millions and millions of cars in, and as you know, it's not been a very fair situation for the United States. We're starting trade talks with Japan. They actually started about 3 months ago, and I think we'll have a very good deal for the United States. But that's been a very unfair situation. Prime Minister Abe understands that, and that's fine. Yes, sir, please, back there. Thank you, Mr. President. I'm Jing Shao with Shanghai Media Group. Do you think the next meeting could be soon or might take some time? Well, I can't tell you. I mean, it might be soon, it might not be for a long time. I can't tell you. I would hope it would be soon, but it may not be for a long time. I could have done a deal today, but it would have been a deal that wouldn't have been a deal that would have been something that I wouldn't have been happy about. Mike would not have been happy about. We had some pretty big options, but we just felt it wasn't appropriate, and we really want to do it right. Yes, in the back. Yes, ma'am. Please. Thank you, Mr. President.
Xavier Gerlach, CBN News. At which point did it become clear to you that you wouldn't be getting a deal here in Hanoi? The language from yourself and Kim Jong-un was very positive last night and even this morning, and therefore was it a mistake? No, I think the language was good all throughout. The language has been good even now, but I don't go by language, because we had probably the toughest language in the history of diplomacy, if you call it diplomacy, at the beginning, and yet we became very friendly. I don't believe there was any tougher language ever than that. But again, this was something that should have been handled by other presidents long before me, and long before they had the kind of power that they have, but it wasn't. It should have been done by many. I'm not just blaming the Obama administration, which, by the way, it did nothing, nothing. Absolutely nothing on North Korea. It allowed things that happened and to happen that were very inappropriate. But I'm not blaming the Obama administration. I'm blaming many administrations. Something should have happened. But I don't think the rhetoric's been bad at all. Initially, it was horrible, but now it's been very good. All right, one more. Thank you. Go ahead, please. Please, go ahead. Go ahead. South Korean media outlet here. I'd like to ask you, you said that we do not particularly know when they will be, North Korean leader will be willing to come to the table and take the actions that's been required. If that's the case, would the U.S. be willing to strengthen the sanctions and perhaps put the pressure on North Korea to move forward? I don't want to comment on that. I can just tell you this, that we have very strong sanctions. I don't want to talk about increasing sanctions. They're strong. They have a lot of great people in North Korea that have to live also, and that's important to me. And I would say this, my whole attitude changed a lot because I got to know, as you know, Chairman Kim very well, and they have a point of view also. So I don't want to really talk about that. I just think that hopefully for the sake of South Korea, for the sake of Japan, and frankly for the sake of China, I was talking to President Xi, who really is a man that gets the respect of a lot of people. I say, you can't love having a nuclear state right next to China. And he doesn't. He really doesn't. He would like to see that problem solved, too. So that's it. Well, ladies and gentlemen, I'm about to get on a plane and fly back to a wonderful place called Washington, D.C. So thank you very much. Thank you, folks. Thank you. Thưa quý vị và các bạn, vừa rồi là cuộc họp báo của Tổng thống Mỹ Donald Trump nói về kết quả của hai ngày gặp gỡ với ông Kim Jong-un là Chủ tịch của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên. Và Tổng thống Mỹ đã rời khỏi phòng họp. Nội dung chính mà Tổng thống Mỹ thông báo với thế giới đó là cuộc họp đã không đi đến một thỏa thuận gì. Và vấn đề chính đã làm cho thỏa thuận không đạt được đó là Bắc Triều Tiên. Triều Tiên muốn Mỹ dỡ bỏ lệnh cấm vận nhưng Mỹ không đồng ý về điều này. Và Tổng thống có nói rằng là các văn bản đã được soạn sẵn. Thực ra vấn đề đó cũng đã được nêu lên trong văn bản và dường như là bộ máy ở dưới quyền của ông đã gợi ý rằng hãy nới lỏng cấm vận, nhưng bản thân Tổng thống cảm thấy không hài lòng và ông đã dùng cái từ là bỏ đi khỏi cuộc đàm phán, ông gọi là walk out. Và ông nói là đôi khi thì cũng phải đưa ra những quyết định như vậy, phải walk out. Và ông nói rằng là ông sẵn sàng chấp nhận đi chậm rãi, đi chậm chậm trong cái quá trình đàm phán này. Ông nói là không có gì phải vội vã, không cần phải chạy mà có thể đi chậm rãi. Sau đó thì cũng có rất là nhiều phóng viên họ đặt câu hỏi là liệu có phải có yếu tố Trung Quốc trong vấn đề này không? Thì Tổng thống Donald Trump trả lời rằng là không, ông cho rằng là không có vấn đề Trung Quốc ở trong vấn đề này. Và ông nói rằng ông Kim Jong-un là một nhà lãnh đạo mạnh, a strong man. Và ông ấy không muốn, và ông ấy là người mà không bị ai ra lệnh làm gì. Cho nên yếu tố Trung Quốc không được đặt ra tại đây. Tiếp đến thì cũng có những câu hỏi về việc là liệu ông sẽ đáp trả việc Bắc Triều Tiên đòi dỡ bỏ cấm vận và không đạt được thỏa thuận bằng cách là tăng thêm những chế tài, những biện pháp trừng phạt hay không. Thì Tổng thống Donald Trump trả lời rằng ông không muốn bàn luận về vấn đề này. Ông nói hiện nay đang có những
cấm vận đã rất là mạnh rồi và ông không muốn bình luận thêm về việc là có tăng cấm vận hay không. Một nội dung nữa được rất nhiều phóng viên cũng quan tâm đó là liệu là Mỹ có nối lại tập trận quân sự ở Hàn Quốc với Hàn Quốc hay không, thì Tổng thống Mỹ trả lời rằng là vấn đề tập trận ông không nêu ra và cái điều này nó cũng không nhất thiết phải gắn với vấn đề hạt nhân của Triều Tiên, bởi vì ông nói về mặt tiền chi phí về tài chính thì cái cuộc tập trận của Mỹ với Hàn Quốc nó tốn kém rất nhiều, mỗi một cuộc tập trận tốn ít nhất là 100 triệu đô la, ông nói như vậy. Và hàng năm thì diễn ra rất nhiều cuộc tập trận và nó tốn hàng trăm triệu đô la của Mỹ. Và ông nói rằng các nước cần phải nhìn thấy rằng là nước Mỹ đã có những thiệt hại rất nhiều khi mà phải chi ra một số tiền rất lớn để bảo vệ cho họ mà họ lại là những nước giàu. Vì vậy họ cần phải có những cái trách nhiệm nhiều hơn, chia sẻ các cái chi phí đó. Và ông nói rằng các sức ép của ông đã có hiệu quả rất nhiều vì chỉ trong cuộc họp với NATO gần đây thôi thì nước Mỹ đã thu được 100 tỷ đô la tiền cam kết đóng góp tài chính cho các cái nỗ lực mà Mỹ bỏ ra để bảo vệ họ, để có cái sự người ta hay gọi là chiếc ô hạt nhân, chiếc ô an ninh dành cho họ. Thưa quý vị, về mối quan hệ giữa Triều Tiên và Mỹ thì trong khi ông Trump nói rằng thỏa thuận không đạt được và việc cấm vận không được dỡ bỏ, nhưng ông vẫn nói dường như là để vuốt ve ông Kim rằng giữa hai ông vẫn có những mối quan hệ tốt và những điều đó sẽ vẫn là nền tảng để hai nước tiếp tục thảo luận, tiếp tục đàm phán. Nhưng ông cũng nói rằng là không thể biết được là liệu sẽ có cuộc thượng đỉnh lần 3 hay không. Cuộc thượng đỉnh đó có thể sẽ diễn ra sớm hoặc cũng có thể là hàng năm trời nữa mới diễn ra, bởi vì vấn đề này ông nói ông rất thận trọng, ông không muốn đưa ra những quyết định quá nhanh, vội vã. Ông nói là ông cần phải làm đúng chứ không cần làm nhanh. Tức ý ông muốn nói rằng để đàm phán, để đi đến thỏa thuận thì cần phải làm sao cho nó có một cái kết quả tốt và đúng như ý của Mỹ, chứ không phải là thỏa thuận chỉ để với mục đích là ghi thành tích. Điều này cũng là một cái điều mà rất là bất ngờ, khác với rất nhiều dự đoán trước đây của mọi người. Thưa quý vị và các bạn, phần tường thuật của chúng tôi đến đây đã kết thúc. Chúng tôi nghĩ rằng chúng tôi đã cung cấp thông tin khá là đầy đủ và toàn diện cũng như là khách quan trung thực về cuộc gặp thượng đỉnh của ông Kim Jong-un với ông Donald Trump là hai nguyên thủ của Mỹ và Triều Tiên. Chúng tôi xin kết thúc phần tóm tắt thông tin và tường thuật tại đây. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi và đã đóng góp ý kiến, cổ vũ, bình luận cho chúng tôi. Và chúng tôi mong quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người để mọi người có thể có thông tin nhanh nhất, đầy đủ nhất. Xin cảm ơn quý vị và các bạn.